Trước đó, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hối thúc cư dân bang Florida khẩn trương sơ tán để tránh bão, đồng thời cảnh báo là cơn bão cấp 5 này nguy cơ trở thành trận thiên tai nghiêm trọng nhất càn quét bang này trong vòng một thế kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, sau khi thời gian sơ tán đã hết, nhiều người dân địa phương chọn cách ở lại và đương đầu với bão bằng mọi cách có thể. Bang Florida có khoảng gần 100.000 người Việt đang sinh sống và làm việc, và cùng với người dân địa phương, nhiều người Việt cũng đang cố gắng hết sức để chống chọi với siêu bão thế kỷ này. Sáng ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, siêu bão Milton đã đổ bộ vào bang Florida với gió cực mạnh và lũ quét nghiêm trọng. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, gió giật mạnh lên tới gần 200 km/h và lốc xoáy cũng được ghi nhận tại bang Florida, khiến hơn 1,6 triệu người tại đây bị mất điện hoàn toàn. Phần lớn người dân địa phương đã kịp thời sơ tán để tránh bão. Tuy nhiên, một số cư dân kiên quyết ở lại. Có những người nỗ lực cố thủ trong nhà và có nhiều cộng đồng chọn cách đến trường học để trú ẩn, đợi cho cơn bão đi qua. Chúng tôi có mang theo chăn, đồ ăn vặt và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đó là những thứ còn tối giản hơn so với khi đi du lịch. Một số người Việt đang sinh sống và làm việc tại bang Florida cũng đang tìm mọi cách để bảo vệ bản thân an toàn trước siêu bão Milton. Thứ nhất, tụi em dự trù được cái việc là sẽ mất điện và mất nước là điều chắc chắn. Nên là tụi em đã có chuẩn bị rất là nhiều nước uống, cộng thời cũng là rất là nhiều nước sinh hoạt trong nhà. Đồng thời đó là tụi em cũng có chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho khoảng một tuần hơn sắp tới. Và mì gói, rồi thịt bò kiểu của em đã chuẩn bị sẵn sàng từ cuối tuần trước. Đằng sau em là một cái cửa kính, thì tụi em đã lắp thêm một số tấm vải đóng đinh vô để sợ trong trường hợp bất ngờ kính vỡ thì nó hạn chế sát thương từ kính gây ra lên người của tụi em đang ngồi đây. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, Milton là cơn bão chưa từng thấy khi xảy ra vào tháng 10 sau mùa bão Đại Tây Dương. Nhờ hải lưu ấm tại vịnh Mexico, siêu bão Milton là cơn bão có mức gia tăng cường độ nhanh thứ 3 trong lịch sử tại khu vực Đại Tây Dương khi chuyển từ bão nhiệt đới thành bão cấp 5 trong vòng chưa đầy 24 giờ. Cái nguyên nhân chính thì chúng ta đều biết là cái cụm từ biến đổi khí hậu hay là nóng lên toàn cầu, thì đều biết rằng là mọi người cứ nói là bảo đổ cho biến đổi khí hậu, nhưng mà sự thật nó là thế. Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới thì hiện tại là cái nguyên nhân chính mà làm cho bão mạnh lên về cường độ đặc biệt là do cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Chúng ta hình dung như thế này, theo các nghiên cứu của báo cáo của Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu mới nhất gần đây, IPCR6 đã kết luận rằng là cứ mỗi một độ C mà tăng lên cho bầu khí quyển là làm cho cái cường độ trung bình của các cơn bão trên đại dương tăng lên 40%, thì là một con số khủng khiếp mà chỉ một độ C. Trước khi bão Milton đổ bộ, rìa ngoài cơn bão đã khiến ít nhất 125 ngôi nhà tại Florida, trong đó có nhiều nhà di động bị phá hủy. Theo CNN, đã có nhiều trường hợp thương vong được ghi nhận, nhưng chưa có thông tin chi tiết. Sau khi bão Milton đổ bộ, chính quyền địa phương đã phát nhiều cảnh báo tới người dân, yêu cầu tiếp tục ở yên tại chỗ và luôn cảnh giác, khi dự báo bão sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày hôm nay.